Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập nội dung bài viết tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với huyện Vị Xuyên về chế độ chính sách giáo dục. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tiến Minh Hạnh kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc. Tăng cường công tác phối hợp xử lý các vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 4, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập nội dung bài viết tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy có đồng chí Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối với 208 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 6.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt giới thiệu nội dung cốt lõi và triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, và tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng tại hội nghị đã được quán triệt kết luận số 69 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Quán triệt kết luận số 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, và quán triệt chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Việc tổ chức học tập nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng, qua đó tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 4, đoàn công tác số 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Bắc Quang. Trong quý 1 năm 2024, huyện Bắc Quang đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai quyết tâm quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ. Tổng diện tích gieo cây lúa xuân của huyện là trên 2.913 ha. Diện tích cây ngô là trên 1.605 ha, triển khai rà soát, đăng ký cấp giấy chứng nhận và truy xuất nguồn gốc cho vùng sản xuất cam, chè theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thu ngân sách quý 1 trên địa bàn là gần 69 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch. Trong đó thu thuế và phí là trên 66 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm đã được triển khai đồng bộ, nhất là đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2024 là trên 283 tỷ đồng. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, huyện Bắc Quang phải quyết tâm quyết liệt hiệu quả trong triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu và phấn đấu đạt mức cao nhất, phải thực sự sâu sát cơ sở để định hướng cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cần lấy chương trình xây dựng nông thôn mới làm trọng tâm, chương trình giảm nghèo cần quan tâm hơn tới các xã khó khăn và lồng ghép các nguồn vốn phù hợp, chú trọng thực hiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tôi đề nghị huyện là quan tâm cái lao động và việc làm. Có thu nhập thì nó mới giảm nghèo được. Đấy là cái mà trong nông thôn mới mà để thao nó bền vững. Chỉ đạo thực hiện
cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2004 với các cái giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phân công lãnh đạo phụ trách từng nội dung theo nhiệm chỉ đạo, tích cực triển khai cái kịch bản về thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo và cái thu nhập, với Bắc Quang đây là cái thu nhập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh Bắc Quang là huyện nông nghiệp, do vậy cần xác định rõ các loại cây con chủ lực, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng đầu ra cho sản phẩm, đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến theo chuỗi giá trị, tiếp tục hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp hiệu quả, thực chất, chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh, tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tỷ lệ đô thị hóa, công tác quy hoạch, quản lý xây dựng phải thực hiện nghiêm. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hướng xã hội hóa, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, làm tốt công tác thu ngân sách, quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế và quan tâm duy trì, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề, chiều ngày 10 tháng 4, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát ở huyện Vị Xuyên về việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2024. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát. Năm học 2023-2024, toàn huyện Vị Xuyên có 75 cơ sở giáo dục với trên 26.000 học sinh. Tổng số đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên của toàn huyện là gần 2.000 người. Huyện đang thực hiện hợp đồng với 94 giáo viên và còn thiếu 51 giáo viên. Từ đầu năm 2020 đến hết quý 1 năm 2024, có 226 công trình được đầu tư xây dựng mới cho công tác giáo dục. Tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục trong giai đoạn 2020-2024 là trên 165 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện cũng còn gặp một số khó khăn như đội ngũ giáo viên, nhân viên theo định mức còn thiếu, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tại một số nơi còn thiếu, chất lượng trường chuẩn quốc gia một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, công tác công nhận trường chuẩn hàng năm còn chậm. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hầu Minh Lợi đề nghị huyện Vị Xuyên cần bám sát vào đề án nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh để xây dựng lộ trình tổ chức triển khai, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ trách nhiệm trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chủ động rà soát các chế độ liên quan đến tiền thêm giờ cho giáo viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hầu Minh Lợi lưu ý huyện Vị Xuyên cần làm thận trọng, đúng quy định pháp luật trong quá trình đấu giá thiết bị giáo dục từ nguồn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Việc đưa học sinh về trường chính phải đảm bảo bài bản, không máy móc, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc, học tập cho học sinh khi về trường chính. Quan tâm giải quyết đơn thư, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến cán bộ, giáo viên. Các phòng ban của huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cũng tại huyện Vị Xuyên, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương và các thầy cô giáo, song công tác giáo dục của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên hiện đang gặp phải rất nhiều những khó khăn, nhất là tại các điểm trường. Điểm trường tiểu học Phương Tiến đặt tại thôn Nà Màu, cách trường chính 6 km. Tại đây hiện đang duy trì 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5 với 93 học sinh. Mặc dù đã được quan tâm sửa chữa, song phòng lớp học đến nay cơ bản chỉ đủ cho công tác dạy và học. Các trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện nay thiếu rất nhiều. Một tuần điểm trường có 3 buổi học cả ngày, do đó học sinh phải nắm cơm mang theo, còn nhà trường đứng ra huy động xã hội hóa các tổ chức hỗ trợ tiền ăn trưa cho các con với định mức 6.000 một cháu một bữa. Tranh thủ giờ giải lao, các thầy cô lại tự tay vào bếp nấu ăn cho học sinh, đồng thời quản học sinh trong giờ trưa. Tất cả các công việc này được làm bởi tình yêu nghề và mong muốn học sinh được đến trường đầy đủ. Các cô đã vừa giảng dạy và vừa làm cái công tác bán trú, nấu cơm, rồi trông các con buổi trưa để các con được ăn ở tại trường ổn định để học tập tốt hơn. Buổi chiều con phải mang cơm đến trường, các cô, các thầy phải nấu cơm, nấu rau. Vậy thì nhờ đó thì các con có đi học đều không? Học có tốt hơn không ạ? Có đi học đều tốt hơn. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Phương Tiến có tổng số 15 lớp với 339 học sinh. Trong đó tại trường chính có tổng số 10 lớp. Về cơ sở vật chất, hiện tại trường chính có 10 phòng lớp học. Số phòng học kiên cố là 7 phòng.
Hiện nhà trường có 69 học sinh ở bán trú. Do cơ sở vật chất còn thiếu phòng lớp học và phần lớn các phụ huynh đều không có điều kiện cho con ở bán trú, nên nhà trường buộc phải duy trì điểm trường. Thế thì trường chúng tôi là đang thiếu phòng học. Hiện tại là chỉ đáp ứng đủ 10 phòng học tại trường chính thôi. Nếu cho các em ở điểm trường về học thì nhà trường phải được đầu tư cơ sở vật chất, thêm các phòng học rồi các phòng chức năng. Mặc dù biết rõ là việc đưa học sinh về học tại điểm trường sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, song do cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương cũng như khó khăn từ phía gia đình, nên chưa thể thực hiện việc đưa học sinh về trường chính. Điều kiện cho các cháu để có cái môi trường học tập thật tốt thì cũng không được đảm bảo. Do vậy là cũng đề nghị các cấp, các ngành, cấp trên quan tâm tạo điều kiện đầu tư đối với cái trường chính về cái lớp học. Cái điểm trường thì cũng có tốt cho về vấn đề đi lại cho phụ huynh về vấn đề đường xã, nhưng mà về vấn đề cái cơ sở vật chất thì vẫn còn chưa được đảm bảo. Đấy là cái việc cơ sở vật chất chưa được đảm bảo về cho con em học. Cùng với những vấn đề nêu trên, hiện nay nhà trường còn thiếu giáo viên để dạy 2 buổi một ngày, thiếu thiết bị dạy học của lớp 2 và lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước cấp còn hạn hẹp nên việc đầu tư mua sách tham khảo, đồ dùng thiết bị dạy học còn hạn chế. Ngày 10 tháng 4, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang đã tổ chức ra quân phát động phong trào thi đua dân vận khéo gắn với cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tham dự có đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng của xã Phương Độ, thành phố Hà Giang tiếp tục được đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. 100% hộ dân có hệ thống lưới điện quốc gia, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng một người một năm. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Với chương trình cải tạo vườn tạp, đến nay xã Phương Độ có 32 hộ triển khai với diện tích trên 6 hecta, có tổng kinh phí đầu tư trên 350 triệu đồng. Ngay sau phát động đã tổ chức ra quân trồng gần 200 cây mận tam hoa gắn với cải tạo vườn tạp, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời tạo cảnh quan điểm nhấn phục vụ du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm, tăng thu nhập, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Ngày 10 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại huyện Mèo Vạc. Năm 2024, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Mèo Vạc là gần 170 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân hơn 8,3 tỷ đồng, đạt 4,92% kế hoạch. Qua triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp diện mạo nông thôn khởi sắc, kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị, kết cấu hạ tầng đã và đang được cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu thời gian tới đối với cấp xã thị trấn của huyện Mèo Vạc cần tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó cần lưu ý quản lý chặt chẽ việc triển khai từ hồ sơ đến xây dựng, quan tâm đánh giá hiệu quả của các chương trình dự án đã được triển khai từ các năm trước. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cần ưu tiên đầu tư điện đường cho các thôn biên giới, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 111 của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, huyện Mèo Vạc cần tập trung triển khai sớm dự án trung tâm hội nghị huyện. Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao thăng trầm lịch sử, chiến trường Điện Biên Phủ cách đây 70 năm và diện mạo mới hôm nay được xây dựng và phát triển trên mảnh đất chiến trường Điện Biên xưa, được khắc họa rõ nhất qua những hình ảnh và lời kể của nhân chứng lịch sử, những chiến sĩ Điện Biên đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi sau 56 ngày đêm với 3 đợt tấn công. Sau ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến trường Điện Biên Phủ bị tàn phá nặng nề, hoang tàn, ngổn ngang vũ khí và bom đạn sau chiến tranh. Dù đã trải qua 7 thập kỷ, nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên năm ấy. Điện Biên này là một cái bãi chiến trường rất là hoang vắng,
bãi chiến trường rất hoang vắng, là đâu là dây thép gai rất nhiều, rồi hố bom đạn như vậy cày xới chồng chéo lên nhau qua những ngày tháng ấy. Thế rồi thì những cái bãi mìn, rồi những quả bom chưa nổ, bãi mìn còn nguyên cũng chưa nổ, thì coi như là hoang sơ, không ai dám bước vào. Đến 55, 56, 57 thì cái Điện Biên này vẫn là hoang sơ. Cũng theo lời kể của những chiến sĩ Điện Biên, Điện Biên phải mất 2 năm thu dọn chiến trường và đưa dân sơ tán về ổn cư. Sau đó, Điện Biên mới bắt tay vào xây dựng, kiến thiết nhà cửa và lao động sản xuất, đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuy nhiên, đời sống của người dân lúc bấy giờ còn rất nhiều khó khăn. Nếu ăn thì đói, ngày một năm chỉ ký cấy có một vụ thôi. Năng suất thì 7-8 tạ một hecta thôi. Thế người ta chỉ có nhờ vào trời, mưa trời thôi. Cho nên là được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu thôi. 70 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, chiến trường Điện Biên Phủ khói lửa ngày ấy đã được thay thế bằng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, từ hệ thống nhà ở thuộc các khu dân cư, hệ thống công sở đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới đã được xây dựng kiên cố với kiến trúc ngày càng hiện đại. Trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt khoảng 20 đồ án quy hoạch tại các khu đô thị, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại. Sự đổi thay ngày càng mạnh mẽ đó là niềm vui, tự hào đối với mỗi chiến sĩ Điện Biên. Từ cái lúc giải phóng sau mấy năm vẫn cứ ghê gớm lắm, vẫn là hoang sơ, mà đến ngày nay thì thay đổi như thế, thay ra đổi thịt như thế, ta thấy rằng bao nhiêu sự thăng trầm, bao nhiêu sự gian nan vất vả, người và của đổ vào đây để xây dựng cho cái mảnh đất Điện Biên anh hùng này. Không chỉ cơ sở hạ tầng ngày một khang trang hiện đại, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những dấu tích đáng nhớ của chiến dịch Điện Biên Phủ ngày nào, đặc biệt là các điểm thuộc quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ nay đã được đầu tư tôn tạo, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh. Nhà nước và đảng và rồi thì các bộ ngành rất là quan tâm đến Điện Biên đấy, và động viên nhân dân, động viên chúng tôi nữa là để là làm sao mà thực hiện được những cái thành công vừa qua, cố gắng phát triển được những cái mạnh mẽ sau này. Bom, đạn, khói lửa chiến tranh đã lùi xa, lòng chảo Điện Biên năm xưa nay đã trở thành thành phố Điện Biên Phủ hôm nay khang trang hiện đại. Những hiện hữu về sự đổi thay nhanh chóng của Điện Biên hôm nay là minh chứng chân thực nhất cho sức mạnh đại đoàn kết trên mảnh đất anh hùng. Ngày 10 tháng 4, tức ngày 2 tháng 3 âm lịch, tại thị trấn Cốc Bài, huyện Xí Mẩn đã diễn ra lễ hội Đền Thần Hoàng Vân Thùng năm 2024. Thần Hoàng Vân Thùng là một vị thần có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc Nùng, La Chí. Lễ hội Đền Thần Hoàng Vân Thùng là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống được tổ chức vào ngày Thìn, tháng Thìn theo âm lịch trong năm. Đây là dịp để tưởng nhớ tri ân thần Hoàng Vân Thùng, người đã có công khai thiên, lập đất, giữ làng, dạy bảo bà con nhân dân trong vùng biết cách trồng trọt, chăn nuôi và cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi người mọi nhà hạnh phúc. Sau phần lễ là phần hội diễn ra rất sôi động với các nội dung như thi văn nghệ thể thao, thi đánh cờ tướng, giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Qua đó người dân được gặp gỡ, giao lưu thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Được mệnh danh là nóc nhà Đông Bắc, đỉnh Tây Côn Lĩnh có độ cao 2.428m so với mực nước biển và có tổng diện tích hơn 15.000 hecta. Nơi đây là rừng già nguyên sinh, có thảm thực vật phong phú, đa dạng, nhất là những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, rừng thảo quả và loài hoa đỗ quyên khoe sắc. Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh có diện tích 15.012 hecta, bao gồm 10 xã thuộc hai huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Nơi đây có 796 loài thực vật, trong đó có 54 loài thực vật quý hiếm và có 49 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam. Khu bảo tồn còn có 213 loài động vật được ghi nhận, trong đó có 36 loài quý hiếm. Để đến đỉnh Tây Côn Lĩnh, du khách sẽ di chuyển qua rừng chè san tuyết cổ thụ, rừng thảo quả và cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ và bạt ngàn hoa đỗ quyên bung nở rực rỡ. Thật sự cái không gian thì nó thật là hùng vĩ.
đúng là thiên nhiên còn hoang sơ và gần như không có sự tác động của con người. Và cái điều đặc biệt là gần như là cái khu rừng này nó còn được bảo tồn gần như nguyên sinh. Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, du khách có thể check-in với cột mốc với độ cao ghi dấu 2.428m, ngắm hoàng hôn hoặc săn mây. Những năm gần đây, các ủy chính quyền địa phương đã tập trung quan tâm đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch sinh thái. Các hộ dân cũng đã mạnh dạn đầu tư dịch vụ lưu trú homestay, xây dựng tour khám phá, trải nghiệm. Quán triệt với lại các du khách khi mà đến trải nghiệm cái đỉnh Tây Côn Lĩnh cũng như là ngắm hoa đỗ quyên thì cũng phải là đảm bảo các quy định của chính quyền địa phương đưa ra. Ví dụ như bảo vệ rừng, ví dụ như là cấm tác động đến rừng, cũng như là các cái rác thải mà du khách đến đây thì phải thực hiện theo đúng quy định. Trong hành trình khám phá, trải nghiệm trên đỉnh Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, du khách còn được hòa mình vào đời sống, văn hóa, ẩm thực đặc sắc riêng có của bản người Dao Lùng Tao, xã Cao Bổ. Với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của núi rừng, đây là địa điểm lý tưởng không thể bỏ qua cho những du khách thích khám phá, trải nghiệm. Qua công tác rà soát, nắm tình hình tại địa bàn bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 10 tháng 4, Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý 208 kg xúc xích nhập lậu tại khu vực ẩm thực thành phố Hà Giang. Quá trình kiểm tra phát hiện 9 thùng xúc xích có tổng trọng lượng trên 208 kg do nước ngoài sản xuất. Chủ hàng là bà Cao Thị Mai, thường trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang. Bà Mai cho biết toàn bộ số hàng hóa trên bà mua trôi nổi trên thị trường, mua về để bán kiếm lời và không có bất kỳ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Quá trình bà Mai đang tập kết hàng hóa để bán cho khách thì bị Đội Quản lý Thị trường số 1 kiểm tra phát hiện. Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ tang vật vi phạm và xử phạt, buộc tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 10 tháng 4, Đội Quản lý Thị trường số 3 phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang tiến hành kiểm tra đột xuất các hộ kinh doanh bánh kẹo tại các khu vực cổng trường học trên địa bàn thị trấn Việt Quang. Qua kiểm tra, Đội Quản lý Thị trường số 3 đã phát hiện một số cửa hàng đang kinh doanh bánh kẹo các loại, trong đó có nhiều loại kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn sử dụng. Đội Quản lý Thị trường số 3 đã ra nhắc nhở các hộ kinh doanh ký cam kết và thực hiện nghiêm vệ sinh an toàn thực phẩm và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ nêu trên. Trong tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 3 sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát địa bàn, kiểm tra xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt các mặt hàng thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thực hiện tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Giang đã tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, giám sát thị trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Từ đầu tháng 4, theo chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường Hà Giang, Đội Quản lý Thị trường số 3 phụ trách địa bàn hai huyện Bắc Quang và Quang Bình đã liên tục tuyên truyền, kiểm tra và phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường thường xuyên nắm bắt địa bàn, diễn biến thị trường, đó là tổ khi phát sinh những các tụ điểm mà cũng như là các cơ sở kinh doanh về không đảm bảo về các mặt hàng về vệ sinh an toàn thực phẩm và phối hợp với các ngành chức năng như công an và bên trung tâm y tế để triển khai tổ chức thực hiện kiểm tra và xử lý với các cơ sở kinh doanh khi có vi phạm. Kiểm tra đột xuất tại cơ sở sản xuất giò, chả, nem chua gia truyền Long Bảy của gia đình bà Nguyễn Thị Bảy. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất giò chả nem chua đã thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo cũng như cung cấp đầy đủ giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan chức năng. Sản xuất là cái yếu tố quan trọng nhất là an toàn thực phẩm, là giò chả là không hàn the, không chất độc hại và đăng ký những cái đã được kiểm định của các cơ quan ban ngành người ta cho phép. Đối với Đội Quản lý Thị trường số 1, từ đầu tháng 4 đến nay đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, qua đó tiến hành xử phạt 8 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 5 vụ vi phạm hành chính do bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc buộc phải tiêu hủy, xử phạt hành chính trên 15 triệu đồng. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra đối với các nhà hàng,
nhà hàng, rồi quán ăn, rồi là các cái cửa hàng kinh doanh mặt hàng đóng bao gói sẵn trên địa bàn thành phố Hà Giang, nhằm xử lý kịp thời các cái trường hợp nhằm lợi dụng các cái hành vi để kinh doanh cái mặt hàng hết hạn sử dụng nhưng cũng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, như là các cái chợ đầu mối đối với là cái mặt hàng như lương thực thực phẩm, như là thực phẩm đồ sống như thịt lợn và các cái sản phẩm bán tại trên địa bàn các chợ trên địa bàn thành phố Hà Giang. Trong tháng 4, lực lượng quản lý thị trường Hà Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.